chỉ 12 người thôi. Bây giờ là kia là bây giờ quy định là từ 12 người trở xuống thì anh em cứ là một game 12 người chính trị. Thì sắp tới đây sẽ có những cái trận đấu diễn ra rất kịch tính. Ráng đây thì sẽ trận tiếp theo là giữa con hẹo 08 và con mới 44. Con hẹo nằm bên khác này ha. Tiếp tục thì các đại gia đã xuất hiện trên màn hình của chính trị. Và hiện tại thì sóc thấy chiếc ghe bên bên tay phải đã dẫn ra trước. Đầu đội ghe rất là mạnh. Anh thay quá. Này của mấy tú bỏ khá là xa luôn của chú gì. Theo sóc thấy thì đây có thể là một cái đội ứng cử viên cho chiến dịch rất là dữ. Bỏ khá là xa. Có thể đội Tô Môn Gạch là một đội ứng cử viên cho chiến lược của Nhất Kiện hay Sóc Thị. Sắp đã thấy hai đội ghe cũng đang có rất quyết liệt của chính trị. Phường 7 thành phố Sóc Trăng nằm bên khác này hiện hai ghe đang tiến này rất là quyết liệt. Tình hình này là như thế nào? Hai đội đang diễn ra quyết liệt, rất quyết liệt của chính trị. Ô sao kè luôn rồi, trận đấu này rất là hấp dẫn của chính trị. Quá trời rồi, rất là chênh lệch của quảng viên, rất là chênh lệch luôn. Một bên thì rất là nhiều quảng viên. Ổn xong luôn, đợi xong luôn. Tại sọc nó tài sọn à. Thì cái ghe nó trở về điểm xuất phát rồi, một lát nữa thì sẽ có những trận đấu diễn ra nó cũng chị. Tu khai vô môn mà tạm tiếp à. Đặt nặng miền tài xin luôn. Cổng viên rất là đông. Đứng ngạt hai bờ sông hết. Mà cổ viên nhí luôn cô chú chị. Bay muôn nét, ôm xa, ôm xa, ôm xa. Ôm trở xa nè anh em. Hai đội đang sơ kìa. Đội ghe này rất là nhiều quản viên. Đây này, hai đội ghe đã xuất hiện trên màn hình. Trận tiếp theo là giữa Sơn Đá Hoa Cương đang số 13 bên khán đài A và đang tăng số 12. Bơi rất là không quyết liệt quý vị. Không hiểu sao mà hai đội ghe này bơi không quyết liệt. Có thể đây là cái chiến thuật ha. Rút đây. Trận tiếp theo là Sơn Đá Hoa Cương số 13 bên khán đài A và đây tăng số 12, hiện hay là Sơn Đá Hoa Cương đang dẫn trước. Đây tăng. Có thể đây là một cái trận chiến thuật của chiến dịch. Chiến thắng đã giành. Sơn Đá Hoa Cương đã giành chiến thắng trước đây tăng. Giờ lại có nãy chuối ở trước luôn. Nào mà nó bụng ăn luôn. Và sóc cũ 05. Hiện nay hai tiến bộ rất là sao rất là đơn giản rồi. Lên. Lên. Ô! Có lên. Có lên. Hay quá anh em ơi. Rất là bức liệt. Chiếc nhắn đá dành cho một người tốt mới.
Kết quả vòng thứ hai, đội thanh niên 03 Phú Hưng 07 chiến thắng đến giành. Giữa là con hẹp và xóm mới Phú Tức. Hiện con hẹp đang dẫn trước xóm mới Phú Tức khá xa. Với kết quả thì con hẹp viết bảng C, xóm mới Phú Tức ghi bảng C. Vậy là theo cái màn hình này Sóc đã thấy đội ghe Tôm Hẹp vẫn khá là xa luôn chứ chị. Thật sự từ đầu mùa giải tới giờ thì Sóc thấy là đội Tôm Hẹp lúc nào cũng vẫn khá là xa so với các ghe khác. Đây có thể là ứng cử viên du lịch rất là nhẹ nhàng của chính chị. Trận bán kết hai là giữa Phong Hẹp 08 và Sơn Đảo Hoa Cương số 13. Hiện nay là Phong Hẹp đang dẫn trước Sơn Đảo Hoa Cương khá xa. Rất là nhẹ nhàng. Như vậy là Phong Hẹp đã giành chiến thắng trước Sơn Đảo Hoa Cương. Vậy là trận tranh giải ba là giữa Mạnh Viên và Sơn Đảo Hoa Cương. Trận chung kết là giữa Xà Lan và Tôn Hẹp. Chưa kịp gì đích nó phải quay đầu luôn. Cho giải thưởng cho các đơn vị. Rồi bạn bắt tay à. Kính thưa phía lãnh đạo, phía đại biểu giải mê võ lại chào mừng 30 tháng 4 và 1 tháng 5 của ấp Xà Lan mở rộng năm 2022 đến đây đã kết thúc. Một lần nữa xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý lãnh đạo, quý đại biểu, các cựu động viên cùng toàn thể cổ động viên đã về dự. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn và chân thành kính chào. Vậy là trận bán kết. Vòng bán kết thứ nhất là giữa Mạnh Viên 06 bên khán đài A và Sà Lan 01. Hiện hai ghe đang đến về đất. Đội Sà Lan đang dẫn trước cô chú anh chị. Dẫn khá là xa. Hiện Sà Lan đang dẫn trước Mạnh Viên khá xa. Những cái bơi rất là đều. Theo sắp dự đoán thì có thể
Sa Lan đã giành chiến thắng trước Mạnh Duyên. Có thể Sa Lan và Cơ Mông Phong Hẹp sẽ gặp nhau ở trận chung kết luôn chứ chị. Và là sẽ có một trận đấu rất là kịch tính. Dòng bán kết thứ hai là...